Xin chào tất cả các bạn. Xin chào cô chú, xin chào các bạn. Xin chào. Xin chào. À, hôm nay gia đình mình ăn cơm, món ăn cơm Việt Nam các bạn à. À, cái này là canh thịt sườn heo nấu với lại bí, khoai tây với lại cà rốt. À, này là cá chiên. Cái này là món này đặc biệt nè, món này là của Việt Nam chính thống luôn nè. Này là xoài xanh với lại cá khô, thịt mực khô. Mình sẽ ăn với lại nước mắm. Các bạn có trải nghiệm khi về con có không làm khai chỉ cần lá vào ý cho nó giả hả. Ok, còn này là nước mắm ớt nha. Đó rồi, bây giờ gia đình mình ăn cơm, mời các cô chú anh chị ăn ha. Cái nó bụng lắm rồi á. Cái nó nấu sơn spi nhỉ. À hả, rồi giờ con ăn hay cắt à? Anh thích cái can eat start. Nó cho nha. Это кости. Сос мне на имя на. На. Мяу. Ай, хэл. Мяу. Мяу. А, cô lấy cái muỗng nước mắm ngọt ở vô hả con hả? Uh-huh. Đây là cái muỗng. Em lúc cá thích ăn nước mắm này. Rồi. Các bạn có chuẩn như cần đồ của tóc yếu tật. Ờ, ăn ngon quá cái món cá khô này nè. Nhưng cần đồ của tóc yếu tật. Đúng lắm à? Ớt cay. Ngon. Nhưng cái này một lớn không làm một nhỏ không làm. Cái này một lớn không làm ở cái này một. Ăn cá khô chấm mắm ớt. À, cái món này ăn ngon giống như Việt Nam luôn. Xoài chua lại cá chỉ tẩm á, lại mực khô này, ngon. Cơm nước mắm cái này tuyệt luôn. Ngon con. Các biết không, khi quay video á, mấy cô chú nói là lục cách giỏi, lục cách là ăn giỏi cái là rồi mặt thông minh nữa, đẹp trai nữa. Cái là mấy cô chú khen con á, đẹp trai thông minh. Ăn con hay ăn giỏi lên nha con nha. Mấy cô chú thương con. Con đứt của tao thì là không, cay. Có được. Ăn kìa. Lắm kìa mới được. Cay nha con. Món canh Việt Nam nè. Thịt hầm với lại rau củ. Ví như con nó to thì là bố sẽ cho nó mà chít một trong cu sạp. Ok. Ngon. Mango. Các bạn có thể biết sao con học chơi trên trời. Em ăn mà chơi. Mấy anh chị cô chú ở nước ngoài á, có ăn cái món này không? Có ăn cái món sò với lại cá khô. Ở Việt Nam thì thường ăn ha. Còn nước ngoài chắc là quên, lâu lâu không nhớ tới món này đâu. Ngon chứ. How many bombs, my friend? Many, you see? Kêu chồng mình dĩa cá cho nhóc mà nó xương nhiều lắm. Sợ nó mất cổ nó thôi ra này. Cá này súp mà. Để mình lấy thêm cái chén nữa. Mình lấy súp cho con nha. Cho nó nguội á.
cả. Nào cắt. Cái kia không có. Gì cũng có. Cái đó là cái gì biết không? À, nhưng kia không có. Cái này tuyệt. Tuyệt á. Tuyệt á. Rồi, đây là chẳng ngủ cho luôn em một cắt. Cái này, ăn thôi. Cái này sẽ mua giò cổ. Tôi lo ăn lại cái cá khô này ngon kinh khủng luôn. Ở Việt Nam mình bây giờ ở trong những cái nhà hàng á cũng đã có cái thực đơn là món món sò trộn cá khô ha. Được. Mày chua không? Con đùa. Rồi. Nè mày để đây cho con ăn, cho nó nguội con. Canh. Mật cứng quá. Mật cứng. Cá nào ăn được. Mật mà nó bỏ. Tao sao khô. Khô hả? Cái nó màu tròn khô. Mật khô á. Cái nó màu khô. Nó tại sao mật lại khô à? Em được cắt nữa tại sao mật lại khô. Con hả? Mật là tại sao khô? Mật hơi khô lắm. À, em đã cao mật. Em đã không mất cô sơ mi sơ cao mao. Đúng vậy. Rồi mẹ biết tiếng Nga không à? Con mực tiếng Nga là cao mao hay con ha? Cao mao hả? Em đã mất cô sơ mi sơ cao. Khô quá con ha? Ăn miếng ớt nữa. Ngon. Cô rực. Nắm một con. Hấp đi. Cái này súp của con nè, đừng hấp cho con canh nó hư. Ăn hết nó hư rồi. Đó của con. Rồi hút đi. Ha. Ngon đúng không? Tại sao cay? Cay hả? Chút xíu cay. Không có cay đâu con. Chút xíu cay con nồi. Không có một miếng ớt mà sao cay? Có chút xíu cay. Tại sao có chút xíu ớt? À, nước mắm cay. Em lục cát á, đi học là được cô giáo khen là lịch sự, là giỏi. Cứ bằng cô chủ biết tôi hôm nay sẽ rất là mua và đi học. À, em mới nói á, là hôm nay ở trên ngày ăn Tết xong á bạn. Nghĩa là nghĩ tới một tay à, nay mùng 2 là bắt đầu mấy em nhỏ đi học á. Mà ở trên trường em đâu cắt á, nguyên tất cả mấy lớp luôn. Là hình như là tổng cộng hình như 6 lớp hay sao á. Mà chỉ có 7 em đi học à. Và trong cái nhóm của em đâu cắt chỉ có một em duy nhất đi học. Tất cả các bạn nhỏ ở nhà. Cái đó Zero giờ. Zero giờ hôm nay chỉ có mình Zero giờ đi học à. Em mấy cười. Biết tôi Zero giờ nè chơi với bác. Với Z thì vui, nó sợ gì mà. Zero giờ chơi với lại hai cô giáo mà. Không có ai chơi hết luôn. Жене тоже нету рука. Там только одна Ирина Саня. Жене есть. Нет. Есть. Кушай. Em lục cát cười mà hơn là hôm nay em lục cát ở nhà đó. Hàng con có đó sao sẽ có một đề hợp. Ừ, có một em lục cát như rồi đó hả? Если не был на докторе, не только мучиоза. Вы кому мучой?
Thì mấy đứa đi học á là phải có nhiều bạn để chơi chứ còn có một mình à sao chơi? Chơi với cô giáo. Cô giáo là lớn. Cô giáo nó không chơi. Cô giáo có chơi không con không? Không chơi, cô giáo poster với papa chơi. Poster với papa chơi với mẹ. What tomorrow will mean? No. Tomorrow will mean here. No. Tomorrow. Parents start work. Yes. Sò này nó ít chua, nó chỉ giòn à, nó không có chua. Tôi không ăn chua, hôm nay chưa ăn chưa, hôm nay chưa ăn. Cá súp cá này có? Có con lăng, cầm kia được. Ăn cái cá này cô này nhai bỏ miệng quá. Các bạn biết tôi cái này không làm lòng đầy. Đi. Đâu? Poster cái này không làm lòng đầy. Chu. Bố dùng khô hay zombie? Giống như ở Việt Nam là súp là Việt Nam style. I cook with fish sauce. Как паук, Спайдермен. Да. Как магнит. Стой, а магнит может прицепить магнит стекло? Нет. Только металл. Смотри, какого он цвета. Он классный и зеленый, и синий, и белый. Как флаг.
Папа, как фраг. Да. Папа, на Мике говорит, просто на поюшке, а на экране просто немнанский. Да, папа. Ну как он может мать ты? Nhớ cho cái câu chú này con nói được mấy tiếng. Africa, how many you can speak English? Сколько ты? 7 people. Языком можешь разговаривать? Украинский, ирландский, польский, и украинский, и английский. Английский? Giỏi. Đó, cái câu chú nghe thấy không? Молодец. Giỏi. Больше никаких языков. Do you understand English? Yes. Папа, я больше языков не умею разговаривать. А на китайском хочешь научиться? На китайском? Мне тоже по-русски говорят. Не на китайском говорят. Ну как? Китайский? Как-то шукала. А китайский? Как бы big, как big. Китай. Китай это Чанкок. Чанкок? Я не знаю Чанкок. I say, do you want to learn language Chinese? Bà ba của em Lucas hỏi á, em Lucas có muốn học thêm tiếng Trung Quốc không? Con không biết Trung Quốc. Con không biết nước Trung Quốc là nước nào thì con học. Là sao không gặp? Từ gần lớn chút không? Con học. Lớn chút xíu nữa đi học thôi con ha. Rồi con chơi môn thể thao nào nói cho cô chú biết kìa. Con chơi môn thể thao nào nói cho cô chú biết. Nói. Con chơi môn thể thao nào? Con chơi mấy môn thể thao? Kì? Con chơi môn thể thao nào? Cái gì nữa? Đá bóng. И баскетбол, и волейбол. А волейбол? Волейбол еще. А гольф? Ты любишь гольф? Люблю гольф еще. Con thích bóng rổ, đá banh, bóng chuyền. Rồi golf. Gì nữa? Karate. Karate. Mấy đang học karate mấy cô chú? Еще karate. И что еще? Площадку. What is this? Play outside. Say if you like. Play. Mấy đi chơi học karate đó. Thầy khen là Lucas giỏi. Lucas ấy là hướng dẫn sao đây mấy làm y chang vậy, thầy khen giỏi. Cách giỏi con ha. Ты знаешь, что я не послушаю, потому что он не слышит на карте. Ты? Нет, Ярик. Ярик? Смотри, глупый. А ты послушный? Да. Молодец. Мне бил, что Ярик. Но Ярик, что на лей на карте. Ну, да, ты бей thầy la. Không được. Ở trên lớp học karate là lì quá, thầy nói là không được lì. Chứ hỏi mấy là thầy có bị la có bị phạt nữa không? Thầy chỉ cảnh cáo nói là mình không được lì thôi, chứ không có bị phạt cũng không có la gì hết. Chúc mừng con.
Как тебе суп нравится? Да. Очень вкусно. Ты меня рисом облепил. Что я облепился? Прицепился. Так, суп я нравится. Сейчас покажем супчик. À, video của mình cũng tới đây. Cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã xem gia đình mình nãy giờ nha. Hẹn gặp lại vào cái video tiếp theo.